cổ vũ à? Trên địa bàn xã còn có nhiều điểm du lịch nổi tiếng như Tháp Tiên, Tháp Đỏ, rừng già biển sáng. Nhận thức rõ công tác dân vận là nội dung quan trọng trong hoạt động công tác đảng, công tác chính trị của địa phương. Hàng năm, Đảng ủy đã đưa nội dung công tác dân vận vào hành chương trình kế hoạch công tác để lãnh đạo triển khai thực hiện, chỉ đạo sâu sắc cả hệ thống chính trị, đẩy mạnh phong trào thi đua dân vận khéo gắn với học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và các phong trào thi đua ở cơ sở. Thưa quý vị đại biểu, trước toàn thể hội thi, trong nhiều năm qua, Đền Sáng đã được biết đến là một điểm sáng trong phong trào thi đua dân vận khéo ở cơ sở, với rất nhiều mô hình dân vận hoạt động hiệu quả, biết gần dân, lắng nghe dân để chăm lo tốt cho dân, có trách nhiệm với nhân dân, mang lại hiệu quả là những thành tựu nổi bật trong công tác dân vận, góp phần xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh, là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Dưới sự lãnh đạo của huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện, cùng sự cố gắng nỗ lực của đảng bộ và nhân dân các dân tộc xã Dền Sáng, đến nay xã đã có những bước phát triển vượt bậc về mọi mặt, nổi bật là lĩnh vực văn hóa, kinh tế, chính trị.
đặc biệt phong trào thi đua dân vận khéo đã được thể hiện rõ nét trong việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đó là sự thành công trong việc đóng góp sức người, sức của và đoàn kết nhất trí của các tầng lớp nhân dân. Kết quả được ghi nhận, năm 2020 xã đã được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận là xã nông thôn mới. Kính thưa ban tổ chức, kính thưa ban giám khảo cùng toàn thể hội thi, đến với hội thi, đội thi chúng tôi gồm 7 thành viên. Đồng chí Nguyễn Đình Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân. Đồng chí Lý Đáng Tả, Chủ tịch Hội nông dân. Đồng chí Trảo Lan Nở, Chủ tịch Hội cựu chiến binh. Đồng chí Tần Lão Tả, Bí thư Đoàn Thanh niên. Đồng chí Phan Lờ Mợi, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên. Đồng chí Trần Tu Hằng, giáo viên trường tiểu học Trung học cơ sở Tiền Thắng. Cuối cùng là tôi, Thật Phù Chịt, Bí thư Đảng ủy, đối chưa? Kính thưa quý vị, trên toàn thể hội thi, trong năm 2023, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội xã Đền Sáng đã phát động phong trào thi đua dân vận khéo, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Thông điệp chúng tôi mang đến hội thi là: dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì